Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kỹ trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em quay trở lại với bãi kiện của anh Hiếu ở đường Võ Văn Kiệt, thành phố Cần Thơ quý cô chú anh chị nha. Giao lưu hôm nay anh cũng có một lô phôi mai tứ quý với lại một số cây ghép giống cô chú anh chị như siêu bông Bình Lợi, siêu bông Sài Gòn, cúc Thọ Hương, đủ loại đủ kích cỡ cho cô chú anh chị mình có nhiều sự lựa chọn luôn ạ. Em xin phép clip chia sẻ lên cô chú anh chị ha. Dạ vườn anh Hiếu thì còn một số cây bonsai phôi mai vàng ghép giống siêu bông Bình Lợi cũng có, mà phôi tứ quý ghép siêu bông Bình Lợi, siêu bông Sài Gòn cũng có luôn cô chú anh chị ha. Dảo Đa Phúc với lại cúc Họ Hương hàng già mùa. Cô chú anh chị mình thích những cái form nào lùng lực hay là những cái tàng lớn mình liên hệ với số phòng của anh Hiếu giúp em ha. Dạ lô phôi mai hôm nay đa số là thiên về đế ha cô chú anh chị. Cốt cành cây phơm cao mà cốt cành cũng có luôn nha cô chú ha. Cây nào cũng nguyên một cái nồi đế đặt cái chân nha cô chú. Giá hôm nay cũng rất là hữu nghị luôn ạ. Mong cô chú anh chị mình ưng ý cây nào mình liên hệ với số điện thoại của anh Hiếu ha. Rồi. Em xin chào anh Hiếu ơi. Rồi chào Phương, rồi Duy Hiếu cũng mến chào cô chú ha. Hôm nay tiếp tục trở lại kênh, em còn được 10 phôi mai tứ quý nữa nghe cô chú anh chị. Hôm nay em xả luôn, em thu hồi vốn lại ha. Em lấy lô mới về. Đó, còn có mấy cây ha, em xả hàng cho cô chú anh chị mình chơi luôn ha. Số điện thoại em nhắc lại là 0907 864 124 nghe cô chú. Rồi, đầu clip em vào một cây tứ quý, mã số 1 đầu clip. Đó, một cây bonsai nha. Đó, cây này nay đâm chồi nghe cô chú, mua về mình trồng luôn nha. Đó, cây bên em là cô chú yên tâm ha, bầu đất ghiên ha. Để đặt luôn cô chú. Để đặt luôn. Hôm nay em còn có một số cây nè, em bán cho cô chú anh chị mình thanh lý luôn. Về tiếp tục cây mới nha cô chú. Đó, chung năm nay em ít trồng rồi em bán cho cô chú mình giá cho cô chú mình về thanh lý lại ha, 20 quành nha. Chú thấy hợp nhãn ủng hộ em. Cái cũ đặt là nó được 75. Cây này đẹp lắm nha cô chú. Cây cô chú nào chơi bonsai cô chú lấy cây này. Chiều cao là 45. Kính bầu hiện tại là 50. Cây này về cô chú mình ép chậu 4 nha. Rồi, em giao lưu đầu clip cây mã số 1 là 3,5 triệu nha. Này chơi nồi đế đủ phê cô chú anh chị. Đó, chơi cái cục đế ha, 3,5 triệu nha cô chú. Đó, em bao ship toàn quốc nha. Đó, nhắc lại số điện thoại em là 0907 864 124. Rồi, em đổi cây. Dạ, mã số 2. Rồi, mã số 2 là một cây dáng trực lắc ha cô chú anh chị, cốt cành đẹp nha. Đó, củ đế luôn. Đó, vừa thân vừa đế vừa củ nha, đế thì đế chải ha. Công ghế bự lực nha cô chú anh chị. Đúng rồi. Này còn có mới cây ha, em bán giá cho cô chú anh chị mình dễ chơi nha. Đó, cô chú thấy hợp nhãn ủng hộ em nha. Cây mấy cây này về là cô chú mình để tuần lễ mình trồng ha. Hoành là 33. Nó có cái củ gì là nó được 50. Tổng cái nồi đế ha, mấy cây này ngoài nó lớn lắm cô chú ơi, 150 hơn nè. Mấy cây này về vô chỗ 6, chỗ 7 không nha. Đó, thân thì trực lắc ha. Cái chiều cao là nó được 115. Cốt cành ha, mấy cây này về cô chú mình trồng liền cũng được ha. Hôm nay nó cũng nhú nhú trời, mưa nó mau lắm cô chú. Cây này em bứng hôm nay về cũng được trên nửa tháng nha. Đó, có sao em nói vậy nha. Nói chung cây nó là rất là khỏe, bầu đất kiên. Rồi, cây mã số 2 này em giao lưu 12 triệu à. Đó, hôm nay em xả lại cái giá cho cô chú anh chị mình chơi ha. Tại em bán mấy cây lớn hết ha. Còn mấy cây dừa dừa này em xả giá vốn lại cho cô chú anh chị chơi. Đó. Dạ, 12 triệu cây số 2 nha cô chú. Rồi. Dạ, rồi. Dạ, mã số 3. Rồi, mã số 3. Đó. Chực lắc luôn, cũ. Đó, nói chung mấy cây là hàng khá không nha cô chú. Mấy cái form này cốt cành đầy mình về ghép mau chơi luôn. Mấy cây này là cốt cành là cô chú mình ghép là khỏi phải vàng ha. Cút lại thêm một chút nữa ha. Cái dáng là đẹp không nha cô chú. Đó, dáng thế ha, cốt đế nè. Cũ cho bá luôn nha cô chú anh chị. Này em còn mới, còn có mấy cây nữa là hết hàng luôn nha cô chú. Thứ quý giờ mua nó cạn cây rồi cô chú ơi. Rồi, hoành là 37 ha. Em đo gì có chính xác không mà sao nhiều cô chú anh chị lên cà phê comment gì đo nói đo gì ăn gian gì em đo nè, cô chú thấy có ăn gian ăn riết gì đâu. Nó đo đâu tính đó gì thôi chứ đo làm sao nữa.
Đấy. Cái cũ là 72 ha. Dạ. Đó. Đó chạy 1-2 phân vành em đâu có quan trọng đâu. Cái bầu đế là 150 nha, quan trọng là cái cây nó có đẹp không ha. Với giá cả. Đó. Này là mã số 3. Chiều cao cây này được 109. Đó. Cũ dữ lắm nha cô chú, cây này ngoài cái cũ mà đế nơm nữa ha. Đó. Cái cũ quá, cái đế nơm nó sổ về 2,5 tấc nha. Rồi, cây này em giao lưu 12 triệu luôn cô chú ơi. Dạ. Này nói chung là rút vốn hết nha. Hàng rất là đẹp. Đế nơm mà nó gom cũ quá. Ừ. Đế nha cô chú anh chị. Đó, mã số 3. Rồi, đổi cây. Dạ. Dạ, mã số 4. Rồi, mã số 4 là một phong cốt cành đẹp ha. Đó. Đế đẹp luôn nha cô chú. Đế nơm cũng gom cũ nha. Tai chi thì thôi. Cốt chi quá trời. Cốt chi đóng kích kịch luôn nha cô chú anh chị. Cô chú nào chơi cây này chơi tàng ghim cũng đẹp ha. À, cô chú mình muốn chơi phơm dài cũng đẹp, nói chung cây này là nó đâm được hết rồi cô chú. Nó mấy cây này về ha. Mưa mau thiệt đó. Và về là cô chú mình trồng liền luôn nha. Đó, anh xin cho cô chú mình trồng ha. Đó, hoành ngay đây là được 33 ha. Nó có cái củ nhẹ gì là được 55. Này tổng nồi đế ha. Tổng nồi đế cây nào cũng 150 không nha cô chú. Mấy cây này vô chậu 6 chậu 7 ha. Tùy cô chú mình. Muốn ép chậu thì ép chậu 6. Chiều cao là 1m4. Rồi, cây mã số 4 này em giao lưu với quý cô chú là 12 triệu luôn. Phơm cao nhưng mà cốt cành tướng diện luôn quý cô chú anh chị ha. Đế thì đế sổ mà đế đều nha cô chú anh chị. Rất là đẹp nha. Dạ rồi. Rồi đổi cây. Dạ, mã số 5. Rồi, mã số 5. Đó là một cây bay nha cô chú anh chị. Cây này vừa có đế cũ mà vừa đế, nói chung là đế đặc ha. Ức chịu, bay. Nói chung là cô chú mình muốn chơi bay thì chơi, không chơi thì mình chơi trực lắc. Đó, tùy cô chú mình ha. Đó. Rất là đẹp nha cô chú. Cốt cành là đọt đây, dựng cái làm cái mâm lên đây mình đuổi ra ha. Mặt các cá nhựa dung trùng nha cô chú. Đâm chồi mạnh lắm mấy cây này, nói chung mưa hổm dày mưa dầm nè. Một cái đâm khủng khiếp, mấy cây này về cô chú là mua là trồng liền luôn nè. Nếu mà ngon nữa thì cô chú để lá hoặc gì khui ra trồng luôn là nó ra lá luôn là ngon luôn nha cô chú. Đó, mấy cây này nó mau. Đế nè, đế cũ nè, ức nè, đặt luôn nha. Cây này rất là đẹp nha cô chú. Chung cây này cũng có nhiều người trả giá mà không xong ha. 35 hoành vị trí này nha. Đó, em đo cho. Rồi cái củ lửng nhẹ vậy ha, là nó 55. Tổng cái nồi đế 150. Củ đế đặt luôn ha. Cái chiều cao là 78. Chiều cành ba gì đã được 1m1. Rồi, cây mã số 5 này em giao lưu 15 triệu nha. 15 triệu. Dạ, 15 triệu mã số 5 nha cô chú. Hàng đẹp nha cô chú, cây là thân rộng lắc ha. Đó, cây là nghệ thuật. Đế là có gửi chịu gửi gỉ cho củ nở luôn cô chú anh chị. Rồi, đổi cây. Dạ rồi. Dạ, mã số 6. Rồi, mã số 6. Đó, trực lắc. Dạ, cây này phơm thấp hơn xíu lực nha cô chú anh chị. Cây này lùng lực ha, trực lắc ha. Cây này về cô chú mình muốn rút vô, cây này ghép là đẹp lắm nha cô chú. Đế thì đế cũ nè. Củ đế nở nha cô chú anh chị. Đế sổ xuống đều dách luôn ha. Sổ xuống củ đặt luôn. Cây này về cô chú mình khui ra ha, trồng liền luôn nha cô chú. Rất là đẹp nha cô chú. Lâu lâu mới có được mặt hàng kiểu này ha. Tăng lắc quái ha. Rồi em vô cái hoành thân 34. Cái củ đứng gì 75. Tổng nồi đế 150. Đó, nó có chiều đế sổ là nó được 25. Chiều cao là 90. Rồi cây mã số 6 ha. Số 6 à? Dạ số 6. Số 6 này em giao lưu đến quý cô chú là 12 triệu luôn. Dạ. Này vô trồng vô chậu pha cái củ này không rồi để phơi cô chú anh chị ha. 12 triệu. Dạ rồi. Rồi. Dạ mã số 7. Rồi mã số 7 ha. Cây này một cây hồi ha cô chú. Trực lắc ha. Đế thì đế nơm, gom cũ. Có độ sổ hơi vừa phải luôn nha cô chú anh chị. Rất là đẹp ha. Rồi em cho cái hoành thân 30 nha cô chú. Dạ. Nó có cái củ, em đo hạo thôi nha. Cái củ là 58.
chiều cao 76. Rồi cái cây mã số 7 này em giao lưu đến quý cô chú là 5,5 triệu. Dạ 5,5 triệu. Ừ. 5,5 triệu nha cô chú. Cây này có nhánh mai vàng hả anh? Không, đâu có nhánh nào mai vàng. Cây này tứ quý hả? Tứ quý này hình như nó ghép đây hả? Dạ. Em thấy hình như là ghép hai bông mai vàng hay gì? À đúng rồi, mai vàng ghép đây vô hết cô chú. Ủa sao tứ quý ghim mà ghép ta? Em mua em cũng không thấy luôn. Đó, này nó ghép không biết giống gì. Cây này về cô chú mình chắc bỏ luôn quá, đâu có để đó. Dạ. Lấy cái, bỏ cái cành này luôn, mình chơi cái co, cái cây này co lắc xuống ha. Rồi, dạ, em đổi cây. Em đổi nha. Ừ. Dạ, mã số 7. Này là mã dạ, số 8. Dạ, số 8. Một cây trực lắc như dáng thú, như trực lắc nghe cô chú. Đây. Đó. Cây lắc, lắc ghê không, cốt cành, bỏ nhịp nhàng ha. Cây đâm chồi ha cô chú. Đó. Quá đã. Đây là chi cành nó đóng đều luôn á cô chú. Đóng đều mà lắc luôn, thân lắc ha. Mã số 8 nè, dáng thì dáng thú đế. Đó. Rồi hoành là 33. Nó có cái mình gì em đo hạo là 70. Chiều cao là 89. Hình kính bầu là 70. Đó. Rồi cây này em giao lưu mã số 8 này em giao lưu 11 triệu nha cô chú. Dạ. Cái đường thân lắc nó rất là duyên khéo cây á cô chú anh chị. 11 triệu. À, có cái đế này có cái chịu cái chút bự lắm nha cô chú. Nói chung cây này là nó khéo vô chậu chữ nhật là đẹp lắm nha. Rồi, mã số 8, 11 triệu. Dạ rồi. Dạ mã số 9. Rồi mã số 9 nha cô chú. Một cây đế cũ đế nơm ha. Cốt cành đẹp thân lắc ha. Cốt cành là tứ diện nha. Dạ mấy cái cốt chi này nó cũng lực lực lắm nha cô chú anh chị. Có cũ đế nở luôn nha. Đế thì đế nở ha. Nói chung cái vàng này cây nào đế cũng đẹp hết trơn nha cô chú. Cốt cành nó cũng đẹp luôn. Rồi cây mã số 9 nha. Rồi 37 hoành. Cũ là 72. Tổng nồi đế 160. Chiều cao là 119. Cây này có cốt cành sẵn rồi cô chú anh chị, mình lấy cái form này về là mình ghép mau chơi ha. Rồi cây tứ quý mã số 9 này em giao lưu là giá 12,5 triệu nha cô chú. Dạ. 12,5 triệu. Dạ rồi. Dạ mã số 10. Rồi mã số 10 ha, một cây trực lắc gọng xê ha. Đế thì đế cũ nha cô chú, cành hồi nữa. Dót cây lắm luôn hả? Thế cây cũ á, dót cây ha cô chú. Rồi em cho cái hoành thân nha. Cây này đẹp nha cô chú, trực lắc. Rồi 33 hoành. Dạ. Nó có cái củ lửng nha, củ lửng gì là nó được 67. Tổng cái cục đế là 150. Chiều cao 87. Đó. Rồi, cây mã số 10 này em giao lưu đến quý cô chú là giá 11 triệu nha. Dạ, 11 triệu nha cô chú anh chị. Ừ. Cây này về cô chú trồng cỡ chậu một, rất là đẹp nha cô chú. Hôm nay em thanh lý ha, còn mới cây hết. Rồi, đổi cây. Dạ, cây mã số 11. Rồi, mã số 11 ha. Đó, cây này đế cũ ha cô chú, cốt cành đẹp ha. Chi cành thì tứ diện luôn nha cô chú anh chị. Chi cành khỏi phải bàn nha. Ồ, đế nó sổ rất là mượt nha cô chú anh chị ha. Nở cũ luôn à. 35. Cái cũ gì là nó được 60, 70 chứ. 70. Sổ gì là được 28 nha. Quá đẹp nha cô chú. Chiều cao là 115. Cũ hết biết cái cũ. Rồi cây
Tứ quý mã số 11 em giao lưu là 13 triệu nha cô chú. Dạ. Cây này đẹp ha, cốt cành đẹp, nói chung là đế đẹp, răng cũ. Dạ, thân tàn đế thì đáng sưu tầm luôn nha cô chú anh chị. Mấy cây này về cô chú mình vô cái chậu ha, gọn gàng ha. Rồi, em gửi cây. Rồi, mã số 12. 12. Đó, một cây đế nơm khủng nha cô chú anh chị. Cây này đế ha, khủng khiếp nha cô chú, đế này em đứng. Đó, nay em lên em xây cho cô chú anh chị mình xem ha. Đó, cây này cây cũng mới bứng cỡ hơn tuần lễ nha cô chú. Đó, đế ha. Cốt nè, mấy cây này về cô chú mình đóng vô cái bắt lên đẹp dữ lắm nha cô chú, lùng lực. Cây này sắc lớn lắm nha cô chú. Sắc lớn. Cầm ghế cũng bự bự luôn á. Em vô cái hoành thân cho cô chú anh chị mình xem ha. Rồi, em bỏ cái tử lại nha, em đo cái hoành thân chính trước đi. Đó, gì đây là nó như 41 ha. Dạ. Đó, rồi em đo tổng hết ha. Nói chung đo cho cô chú mình hình dung ha, 2-3 thước nha. Chứ không phải đo là để tính hoành ha. Đây là 55 nha. Cho cô chú hình dung, rồi đo cái khúc giữa này. Đây. Khúc giữa gì là 150 nha cô chú. Đó, em đo là cho cô chú mình hình dung cái cây, cái độ cây ngoài nó, cái bầu nó lớn dữ lắm. Đó. Đế sổ mà nó ôm bầu nha cô chú anh chị. Đế sổ mà nó ôm nó cứng xuống ha. Rồi cái đế sổ nha, hiện tại là 50 ha. Dạ. Sổ đứng nha. Tổng cái nồi đế này chắc ở khoảng 200-230. Cho cô chú mình ước lượng. Rồi cây tứ quý mã số 12 này em xin giao lưu đến quý cô chú là giá 25 triệu nha cô chú. Dạ 25 triệu. Đó. Cái này hoành to sắc lớn và đế sổ nữa nha cô chú anh chị. 25 triệu. Này em còn có một số cây ha, em thanh lý hết cho cô chú anh chị mình chơi nha. Chỉ còn cây nữa. Còn cây của này nó lên tược khỏe ha. Rồi em đổi cây. Dạ, mã số 13. Rồi mã số 13 là cây cuối clip nha cô chú anh chị. Đó. Cây này một cây dáng trực, cốt cành, bữa nay nó lên tược quá trời cô chú anh chị ơi. Bữa nay cô chú nào trồng tiếp em cây này thì trồng ha, mấy tới cử nha. Cây này bữa nay nó chột nó mập ha. Đó, em giao lưu với cô chú hôm nay là rút vốn luôn nha cô chú. Dẫn rút vốn cho cô chú anh chị mình chơi ha. Nó năm tược từ lứa chứ. Cây này về là cô chú yên tâm khui bầu đất ra ha, là mình trồng liền luôn ha. Dạ, cốt lực lực không. Cốt lực lực không ha, nó tược nó sống khỏe gì là yên tâm ha, khỏi còn phải sợ nha cô chú. Đó. Hoành thì hoành lớn nha. Rồi em đo cái hoành thân nha, em đo cho chuẩn ở đây hai thước đi, giờ đo hai thước đi. Trên này đi là 54 nha. Dạ. Đó, rồi đo xuống dưới đây khỏi bàn cãi gì ha, gì 59. Dạ. Đó, rồi cô chú muốn tính đâu tính. Rồi chiều cao 106, kính bầu hiện tại là 97. Đó, em đo vậy đó, khỏi nói ăn gian ăn viết gì, cô chú muốn tính đâu tính như thế nào tính nha, hình dung. Dạ. Cây này rồi. Đáng siêu nhẹ nhưng mà đế dạ. Đều nha cô chú anh chị. Cây này cây mã số 13 là cây cuối clip ngày hôm nay em giao lưu là 35 triệu thôi nha cô chú. Dạ. Đó, rút vốn nha. Hàng này rất là đẹp nha cô chú. Cây này về cô chú mình trồng mình dựng lại đứng trực lên ha. Rút cúc cành vô ghép cây này sau này nhà vườn ha, mấy cái nhà vườn mình ghép những cái mặt hàng lớn sát này nè, mình cho thuê mùa hai mùa là mình đủ vốn cái cây nha cô chú. Đó, nói chung à. Tư quý nha. Giờ mấy hàng lớn lớn này kiếm cũng hơi bị khó nha. Dạ rồi. Rồi hôm nay em cũng có được 13 phôi tứ quý ha. À, rất mong cô chú anh chị gần xa xem ủng hộ cho em, số điện thoại em nhắc lại là 0907 864 124 nha cô chú. Rồi cũng cảm ơn cô chú vừa qua đã ủng hộ ha. Hôm nay em còn mười mấy cây em thanh lý với cô chú đó, cô chú thấy hợp nhãn ủng hộ em. Rồi em xin mến chào. Dạ. À, ngoài phôi ra thì chỗ anh cũng có một số cây thành phẩm luôn. Bonsai thành phẩm nha cô chú, mình ghép đủ loại luôn ha. Đúng rồi. Dạ, cây bonsai lớn cũng có mà để bàn cũng có. Có cây bonsai đó đó, cô chú nào muốn giao lưu em chụp hình em giao lưu luôn ha. Dạ. Đó, rất là nhiều nha, còn rất là nhiều giảo đao phúc, nói chung đầy đủ hết cho nghe tứ quý không nha cô chú. Dạ, em cảm ơn cô chú anh chị mình đã dành thời gian theo dõi hết clip luôn ạ. Em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn cô chú anh chị nha.